ca hội chẩn của bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Mời Thanh Thủy ạ. Thưa cô Hoàng Quý Đồng nghiệp, em xin phép báo cáo các bệnh nữ di quy giới tính nam, 98 tuổi, địa chỉ ở Cửa Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ, vào viện ngày 8/12/2021, lý do vào viện là sưng vùng cổ trái ngày thứ 6. Với những tiền sử khỏe mạnh đã tiêm phòng được viêm gan B lúc mới sinh, tiêm phòng lao lúc 1 tháng tuổi, tiêm vaccine 6 trong 1 x 3 mũi đủ và cách ly khoảng 3 tháng. Gia đình không có ai mắc bệnh quay bị, không ai bị bệnh như bệnh nhi. Về phần bệnh sử thì trẻ xuất hiện sưng đau vùng cổ trái khoảng 1 tuần nay, đã điều trị kháng sinh khoảng 2 ngày, mần cổ hiện vẫn xoa bóp 2 ngày. Em còn tiến hành đắp lá thuốc nam khoảng 2 ngày nhưng không đỡ, gia đình xin nhập viện. Cắn vào thì trẻ tỉnh, quấy khóc, ăn kém hơn, mệt, chảy nước dãi, bệnh nhân có sốt nhẹ 37.6, không co giật, không nôn, không ho, không khó thở, có tình trạng chảy mũi trong, bệnh nhân đại tiểu tiện bình thường. Cám thì có da niêm mạc hồng nhạt, không phù, không xuất huyết dưới da, cám vùng cổ bên phải nổi nhiều hạch, nằm dưới hàm, kích thước to nhỏ khác nhau, di động được mật độ chắc, không sưng đỏ. Cám vùng cổ trái dưới mang tai có khối sưng to, kích thước khoảng 7 x 8 cm, ranh giới rõ ràng, mật độ chắc, đỏ nhẹ, ấn trẻ đau khóc, khóc tăng, không có cám, không có nốt côn trùng đốt, cám vùng nách, vùng hố tự đòn, không có hạch, cổ tư thế thẳng, ống tai hai bên khô, có ít dãy tai, khó quan sát bằng nhĩ, cám họng để họng sạch, không có dấu hiệu mọc răng, không có tổn thương bên trong khoang miệng, tim phổi bình thường. Đây là hình ảnh lúc bệnh nhân vào viện, em chụp được ạ. Các kết quả cận lâm sàng và chuẩn đoán hình ảnh thì em sẽ gửi trên phần mềm. Hiện tại thì trong quá trình điều trị diễn biến tương đối ổn định. Đến ngày 11 tháng 12 thì tại khoa chúng em có chụp lại CT quang ngực và siêu âm lại phần mềm. Bệnh nhân được thực hiện tầm soát tai thì có viêm tai giữa ống mủ bên trái, siêu ổ bụng thì sẽ phát hiện bất thường. Bệnh nhân này có được chụp các lớp vi tính sọ não không thấy thì có kết quả là sọ não không thấy bất thường, nhu mô não và móng não. Thể nghĩ đến áp xe hạch vùng cổ và mang tai bên trái, theo dõi viêm tuyến thượng bọt mang tai bên trái, có đề nghị chụp MRI vùng cổ có tiêu thuốc đối quang tử. Đây một số hình ảnh chụp CT của bệnh nhân. Về chuẩn đoán sơ bộ là áp xe vùng cổ trái, thiếu máu dinh dưỡng, viêm tai giữa cấp ứng mủ bên trái và chưa loại trừ viêm hạch phản ứng. Về quá trình điều trị thì bệnh nhân được dùng cetirizine liều 100mg trên kg trên ngày, chia 2 lần tiêm tĩnh mạch, paracetamol liều 15mg chia 2 lần trên ngày uống để giảm đau, có dùng men tiêu hóa và kém. Khám hiện tại thì ngày 13 ngày hôm qua thì trẻ tỉnh, chơi ngoan, da niêm mạc hồng, không sốt, ăn tốt hơn, chơi ngoan, góc hàm trái có hạch mật độ chắc, không di động, trẻ sợ. Giờ trẻ không quấy khóc, vùng cám này vùng cổ trái có khối sưng, đỡ sưng đầy, kích thước giảm hơn, kích thước khoảng 5 x 3 mm, không nóng đỏ, mật độ chắc, bề mặt nhẵn, ấn không di động, ấn trẻ không đau, trẻ ăn được, đại tiện bình thường, tim phổi bình thường, bụng mềm, không chứa gan lách không to. Và đây là hình ảnh sau khi 5 ngày điều trị bệnh nhân. Em xin ý kiến hội chẩn các chuyên gia về nhi, miễn dịch dị ứng và chuẩn đoán hình ảnh. Một số câu hỏi em đặt ra là chuẩn đoán như vậy đã hợp lý chưa? Trên bệnh nhân này thì cần làm thêm những xét nghiệm gì để chuẩn đoán để đưa hướng điều trị? Dùng kháng sinh như vậy đã hợp lý chưa? Và hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân ạ. Em xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, xin cảm ơn Thanh Thủy. Mời ý kiến của thầy Cương. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô và các bác sĩ ở điểm cầu. Chúng ta có phim chụp CT vùng cổ không tiêm thuốc cản quang của một cháu bé 1 tuổi. Và với một cái hình ảnh là mà các bạn chụp lên thì thấy hình ảnh của sưng nóng đỏ đau ở vùng cổ lệch bên trái. Thì trên phim chụp CT chúng ta có thể nhìn thấy là một cái tương ứng với vị trí khối sưng ở vùng cổ thì có một cái khối khá là lớn. Cái khối này thì không phải là một cái khối xuất hiện bất thường mà là sự tăng kích thước của các cái cơ quan, ví dụ như đây là cái tuyến mang tai bên trái so với bên phải, chúng ta có thể nhìn thấy nó tuyến mang tai bên trái nó to hơn rõ.
Thứ hai nữa là cái trong cái khoang phía cạnh cái cột sống, gọi là cơ khối cái khoang khoang cạnh cột sống, khoang cạnh cột sống gồm có cái cơ, các cái cơ dựng gai hoặc là các cơ bám da cổ đầu, thì nó tăng kích thước lên. Đồng thời là rất là nhiều hạch, chúng ta có thể nhìn thấy cái hình hình oval nằm xen kẽ cạnh nhau với tồn tại trên một vài cái lát cắt như này và nằm giữa khoang mỡ, thì đây là hạch. Như vậy toàn bộ các cái tăng kích thước của các cái cơ kèm theo là xuất hiện hạch, thì nó làm cho cái khối ở phần mềm vùng cổ bên trái này nó tăng kích thước lên rất là nhiều. Trên phim chụp CT chúng ta sẽ không nhìn thấy được là những cái hình ảnh của áp xe hóa, muốn nhìn thấy được thì phải chụp cộng hưởng từ, bởi vì cái độ phân giải của CT nó không cho phép chúng ta làm cái chuyện đó. Chúng ta có thể nhìn thấy một số các cái khí nằm ở cái rãnh của cái vòi Eustache, thì nó thể hiện là cái sự thông thương giữa họng với cả tai này khá tốt. Ngoài ra thì khi mà kéo sấp xuống dưới hơn nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là tổn thương nó thâm nhiễm, nó lan xuống tận dưới vùng thượng đòn và vùng thành ngực, với cả cái hình ảnh là chúng ta nhìn thấy cái khoang mỡ ở vùng hố nách hoặc vùng thượng đòn bên trái, nó tăng tỷ trọng so với cả bên phải, thì đây là cái tình trạng mà nó thâm nhiễm mỡ, thâm nhiễm viêm của cái lan từ trên cổ đi lan xuống rất là rõ ở cái vùng mà mỡ ở đi theo các cái mạch máu. Vì thường là những các cái tổn thương nó sẽ đi tổn thương mà có những cái viêm hoặc hạch nó sẽ đi theo cạnh cái mạch máu. Đồng thời là một khối hạch rất là lớn nằm ở tận vùng thượng đòn và vùng nền cổ cũng có những khối hạch đó, mà ưu thế luôn luôn ở bên trái. Như vậy thì với một cái hình ảnh như thế này thì rõ ràng là một cái gợi ý rất là cao của cái viêm. Chúng tôi không nghĩ đến u cục gì ở đây cả, bởi vì là tổn thương nó trên nhiều khoang của cái vùng cổ và thể hiện là rất là nhiều các cái hạch, kèm theo là thâm nhiễm làm tăng cái kích thước của cái cơ quan đó và các cái tổ chức mỡ. Bệnh nhân này có một cái hình ảnh siêu âm nữa, thì đối với cả phần mềm vùng cổ ấy thì cái siêu âm thì lại rất là có giá trị, bởi vì là độ phân giải của siêu âm đầu dò nông nó sẽ rất là tốt trong cái trường hợp mà đánh giá những cái ổ dịch hóa trong cái viêm, thì có thể thấy được trên siêu âm khá rõ. Thì trên cái siêu âm thì các bác sĩ có gửi cho chúng tôi xem cái hình ảnh của một cái tuyến nước bọt mang tai, nó có viêm và nó có những ổ dịch ở trong đó, thì nó là khá điển hình của cái viêm phần mềm vùng cổ. Đối với cả cháu bé này thì nếu mà chụp CT mà có thể tiêm thuốc cản quang được thì sẽ tất cả những hình ảnh này nó sẽ hiện lên rõ rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh nó nằm trong cái khối tổn thương viêm này, thì tôi cũng khuyến cáo là trong cái siêu âm thì chúng ta hãy tìm xem cái dấu hiệu là liệu có huyết khối gì đó của tĩnh mạch cảnh đi qua cái vùng này hay không, để biết rằng là cái tình trạng viêm nó có gây ra những cái biến chứng mạch máu ở đây hay không. Em xin hết ạ. Vâng. Thực ra đối với một cháu bé 9 tuổi mà 9 tháng tuổi mà chụp được một cái CT khá là rõ này là tôi nghĩ là cũng đã rất là tốt rồi, đúng không? Còn nếu mà chuyển sang chụp cộng từ thì chắc là sẽ rất khó khăn, vì thường là chắc phải gây mê, đúng không thầy Cương? Đấy, phải gây mê. Và thứ hai nữa là khi chúng ta đã có kết quả CT rồi, nếu mà cần thì đúng là như theo ý kiến của thầy Cương thì chúng ta làm bổ trợ bằng một cái siêu âm thôi. Siêu âm trong những trường hợp này nó rất có giá trị, đúng không? Vâng, mời ý kiến của giáo sư Thành. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các đồng nghiệp. Thế thì ở trên một cái bệnh cảnh như thế này, một cái khối mà ở vùng cổ bên trái, thì cho tôi hỏi một chút được không ạ? Các em có soi họng không ạ? Có, thầy làm vẫn có, họng sạch ạ. Họng sạch. Các em có quan sát cái thành bên của họng bên trái không? Có, cái này không để rất kỹ ạ. À, không xem kỹ rồi. Thì cái đấy thì chúng ta phải rút kinh nghiệm. Bởi vì cái đầu tiên là chúng ta trong những cái tình huống như này, chúng ta bắt buộc chúng ta phải soi họng và quan sát kỹ cái thành bên và thành sau họng. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái này các em có nghĩ gì đến những biến chứng về tai hay không?
Thế là tôi không hề thấy các em chụp cái các lớp vi tính về xương thái dương. Bởi vì trong những cái trường hợp như thế này, trên một bệnh nhân mà viêm tay giữa cấp mủ bên trái, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta xuất hiện một cái khối ở vùng cổ cao, thì cái đấy chúng ta chưa thể loại trừ được là một cái viêm tay giữa cấp mủ xuất ngoại thể bê rôn, tức là thể mỏm trũng. Thì những cái đấy là những cái mà cái hai cái phản ứng đầu tiên của chúng ta phải có. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, thế thì vậy cái khối ở đây thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng từng điểm một. Thì nếu như cái này mà thuộc, thứ nhất là tôi cho là gì? Là nếu như thuộc cái xuất ngoại của cái viêm tai giữa cấp mủ xuất ngoại thể Mure hoặc là thể Bison, thì cái đầu tiên chúng ta phải xem cái quan sát cái thành bên họng. Nếu như cái thành bên họng mà nó phồng thì cái đấy chúng ta phải nghĩ đến cái xuất ngoại thể Mure. Thế còn nếu như thành bên họng mà nó không phồng mà nó chỉ phồng ở cái phần cổ cao ở bên trái thì chúng ta phải nghĩ đến cái thể xuất ngoại thể Bison. Muốn như vậy đây đấy, khá điển hình. Muốn như vậy thì gì? Thì chúng ta phải chụp cái phim các lớp vi tính thì chúng ta sẽ thấy ngay thôi. Thế trong trường hợp này thì chúng ta không nghĩ đến cái hai cái thể xuất ngoại đấy. Thế nhưng mà đừng chủ quan là gì, là chúng ta bỏ qua, chúng ta không chụp. Lý do tại sao tôi không nghĩ đến hai cái xuất ngoại đấy là bởi vì sao? Là bởi vì trên cái hình ảnh các lớp vi tính và cái hình ảnh mà chúng ta siêu âm thì chúng ta thấy cái này là nó liên tục với cả tuyến mang tai. Mà trên một cái bệnh nhân mà viêm tai giữa cấp mủ như thế này thì cái đầu tiên chúng ta nghĩ đấy là cái khởi đầu của nó là cái viêm hạch của tuyến mang tai. Do cái điều trị của chúng ta trong tuần đầu tiên không đúng. Thứ nhất là kháng sinh chúng ta dùng không đúng. Cái thứ hai là khi đã một cái viêm mà do nhiễm trùng rồi chúng ta lại xoa bóp. Đấy là cái vấn đề thứ hai là sai. Vấn đề thứ ba sai ở đây là gì? Chúng ta lại đắp lá. Mà chính những cái lá đấy có khi nó là gì? Nên nó không viêm loét cái vùng da, nó dị ứng là may đấy. Thế ra ngay cái điều trị của chúng ta là sai ngay từ đầu, từ khi đến viện. Thế thì vậy cái vấn đề mà đối với chúng ta là chúng ta làm sao? Chúng ta phải tuyên truyền, vận động cho người dân, đặc biệt là gì? Hiểu biết về những cái vấn đề này để đưa con đến sớm. Còn một cái bệnh lý nữa mà chúng ta có thể chúng ta phải quan tâm. Đấy là gì? Đấy là cái mà cái giò song lê. Nó có thể gặp ở bất kỳ tuổi nào. Thế nhưng mà trong cái trường hợp như hình ảnh như thế này thì chúng ta có thể loại trừ được cái giò song lê đến 95%. Như vậy cái bệnh lý còn lại của chúng ta đấy là gì? Đấy là một cái viêm tấy áp xe hạch của tuyến mang tai và sau đó lan tỏa xuống vùng cổ. Thì cái đấy đây là cái chẩn đoán mà tôi cho là hợp lý nhất và chính xác nhất, bởi vì ở cùng bên chúng ta có một cái viêm tai giữa cấp mủ. Thế còn về thuốc chúng ta dùng thì tôi thấy là có thể khởi đầu chúng ta cứ nghĩ rằng là gì, chúng ta dùng cái cetriazone là tốt. Thế nhưng mà cũng chưa chắc đã phù hợp. Bởi vì tại sao trong những cái trường hợp như thế này, nhất là những cái mà cái viêm kiểu như thế này thì nó chúng ta phải nghĩ đến cái đầu tiên của nó là liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Thì những cái đấy thì chúng ta dùng cái mà beta lactam phối hợp thì tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Nếu như không đáp ứng thì chúng ta mới thay đổi. Thế và những cái này chúng ta không thể loại trừ cái kỵ khí. Đấy, chúng ta phải dùng phối hợp thêm. Và cái solu trong trường hợp này chúng ta cũng không thể dùng. Và chúng ta nên dùng trong những trường hợp như thế này. Bởi vì những trường hợp như thế này nó có thể gì? Nó có thể cái áp xe như chúng ta đã nhìn thấy cái hình ảnh rồi, đúng không ạ? Nhìn hình ảnh là có ổ dịch ở siêu âm. Thì lẽ ra ngày hôm qua là ngày 13 đấy. Lẽ ra khi các em khám các em phải có cái hình ảnh siêu âm. Thì cái đấy chúng ta sẽ đánh giá được. Bởi vì những cái siêu âm vùng cổ này là những cái mà gì rất có giá trị, rất có giá trị. Tôi cũng vừa mổ một cái ca 2 tuổi. Cách đây khoảng độ 4-5 ngày, một cái khối áp xe ở vùng cổ bên mà điều trị trên bệnh viện nhi 1 tháng không đỡ,
và cũng không có chỉ định gì. Nhưng mà ba mẹ thì là bác sĩ gây mê ở bệnh viện phụ sản trung ương, chuyển xuống đây thì mổ ra, thì sau khi mình mổ mình dẫn lưu ra thì nó là kết quả trả lời giải phẫu bệnh nó là một cái áp xe của hạch. Vâng, tôi xin hết ý kiến, cảm ơn các đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn thầy Thành với ý kiến của giáo sư Thúy. Vâng, kính thưa thầy cô, trường hợp này thì trong nhi khoa khá hay gặp, không phải hiếm nữa, khá hay gặp. Bởi vì nhi nó khác người lớn nên chia sẻ các bạn cũng rất là để ý đấy. Ngay đầu tiên các bạn đã hỏi cái tiền sử lao viêm gan và vaccine 6 trong 1, ý bạn nói không phải là quay bị, bởi vì thông thường này tiêm vaccine quay bị lúc 1 tuổi cơ, bệnh nhân đến mới 9 tháng, tức là người ta cũng có ý là cái tuyến viêm từ nước bọt nó không phải quay bị đấy, là phải nói là biết ở trong nhi khoa nó hơi đặc biệt một chút. Chuyện thứ hai là tôi hoàn toàn nhất trí với giáo sư Thành, tức là chúng ta nói rất rõ cái chuyện là khi mà viêm mà chúng ta có xu hướng là xoa và chúng ta có xu hướng đã cao mà thì nó làm như kiểu không thoát mủ, cho nên khả năng viêm rất là nhanh. Và rõ ràng thầy cũng phân tích là nó có một cái viêm tai giữa ứ mủ, cho nên chúng ta không bàn cãi. Hình ảnh siêu âm có hình ảnh áp xe rất là rõ. Thì tôi chỉ muốn hỏi là nếu tại sao cái đường kính cái tổn thương nó lớn như thế này, tức là 30 x 28 hay sao, tôi nhìn thấy cái siêu âm ấy, các bạn có chọc thăm dò vào đấy không ạ? Có ổ mủ, có áp xe hóa để thành mủ để mình rút ra không ạ? Hay là mình cứ để thế thôi? Bởi vì nguyên tắc mà cái ổ nó kín nó không có đường dò thì nó cứ đặc dần mủ rất là khó thoát và bệnh nhân cứ dai dẳng cái khối nó sơ hóa dần lên, thì mình có làm thế không? Đấy là chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ ba thì tôi cũng hiểu cái băn khoăn của bạn, tôi hiểu băn khoăn thì tôi đọc bệnh án của bạn tôi hiểu. Các bạn muốn hội chẩn tai mũi họng, các bạn muốn hội chẩn nhi và hội chẩn miễn dịch dị ứng. Thực ra người ta có ý đồ. Tức là người ta hỏi là cái viêm mang tai này có liên quan đến bệnh tự miễn gì không? Tôi hiểu rất rõ cái ý đồ đấy. Bởi vì nó đúng là trong nhi có một cái bệnh nó gọi là bệnh Trojan, tức là cái bệnh mà viêm mang tai tự miễn có, tôi thừa nhận về đấy là có. Nhưng mà các bạn thấy không ạ? Các bạn chỉ điều trị kháng sinh đơn thuần và tiến triển nó tốt hẳn đi, nó giảm hẳn đi. Và đây là lần đầu tiên bệnh tự miễn người ta cho phép điều trị sau, tức là tình trạng nhiễm trùng cấp tính là trước. Và sau khi nó không tiến triển, và tình trạng xấu đi, rồi là bệnh nhân sốt tái tái lại vì tự miễn là bệnh tái tái kéo dài thì chúng ta mới nghĩ đến tự miễn. Thế nên là cái trường hợp này thì tôi hoàn toàn nhất trí với cả thầy Thành là chúng ta lựa chọn kháng sinh phù hợp. Chúng ta điều trị chống chống viêm, chống nhiễm trùng cộng chống viêm, và nếu cần chúng ta thậm chí phải mở để mà tháo được cái mủ ấy ra hoặc là giải phóng được cái đường ấy ra để ăn khỏi và xem cái tổn thương như thế nào. Còn nếu bệnh nhân tái tái lại vì các bạn hơi lo nó sớm quá, nó có 1 tuổi mà hơi lo tái tái lại thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải làm những yếu tố tự miễn. Tôi nhìn trên cái xét nghiệm thì cũng chưa có cái gì gợi ý tự miễn, ví dụ như là lympho này, máu lắng có tăng hay không này, các tình trạng viêm thì chúng ta mới làm. Còn hiện giờ là chúng ta làm hơi vội, tôi nghĩ cũng chưa cần phải làm vội ngay. Đúng là các bạn nghĩ tự miễn là không sai đâu, hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta chưa cần vội để cái khi bạn ghi hội chẩn tự miễn. Tôi đã hiểu ý các bạn rồi và chưa cần phải làm như thế, mà chúng ta tập trung vào điều trị nhiễm trùng cộng với chúng ta có thể bộc lộ và có thể rút được một dịch ra mà cấy mủ làm kháng sinh đồ là tốt nhất. Còn nếu không chúng ta cứ dùng kháng sinh và chúng ta đánh giá tiến triển, còn không tốt thì tôi chắc chắn phải mời chỗ thầy Thành để lại là mở rồi lại rút được ra, chứ cái ổ áp xe nó thành sơ hóa kháng sinh không vào được thì nó cứ tái tái lại và sơ hóa, nhất là trẻ em ạ, chứ cái này cũng không hiếm gặp ở trẻ em đâu ạ. Vâng, cảm ơn cô Thúy. Vậy cái điều trị nó cũng đang có cái hướng tiến triển tốt lên, đúng không? Rõ ràng là tốt lên thì chúng ta vẫn vâng. Còn đối với cái điều trị dược nam thì chắc là cũng khó, tại vì là nếu mà không có tuyên truyền thì dân ta vẫn hay sử dụng một số những biện pháp, đúng không? Vâng, nhất là gì, trong những trường hợp viêm này là hay đắp cái lá mà dân nó gọi là lá dấu. Và cái lá này nhìn thế thôi, thế nhưng mà khi mà giã ra mà đắp vào nó bỏng lắm. Nó bỏng. Dạ, vâng, nó rất bỏng. Vâng. Đấy, trong cái trường hợp này cái, tôi xin bổ sung thêm một chút là cái ý kiến của cô Thúy là có nên tại sao không nên chọc hút. Nên bởi vì thứ nhất là khi chúng ta nhìn những siêu âm ấy thì cái viêm này của nó là nó không khu trú và nó không ranh giới, có ranh giới rõ. Do đó nó lan tỏa, nên trong cái trường hợp này nếu như mà chọc hút sớm thì nó lại không tốt. Thế nên trong trường hợp này thì thường là chúng ta sẽ điều trị kháng sinh, giảm viêm và corticoid. Trong trường hợp như vậy thì sau khi điều trị từ 5 ngày cho đến 1 tuần thì chúng ta sẽ siêu âm, chúng ta đánh giá lại. Thì khi đấy mà nó mà những cái ví dụ chẳng hạn như em các em nói mô tả bây giờ nó chắc thì như vậy thì chúng ta phải có một cái hình ảnh siêu âm xem là nó có mủ ở trong đấy không, nó có vách hay không thì chúng ta mới quyết định là chọc hút hay không. Thế còn nếu như chẳng hạn như trong trường hợp mà ấn mà nó chắc không có cái cảm giác mà nó mềm thì có thể đây là cái dạng dịch nó đã hết và gì nó chỉ còn là cái tổ chức viêm, nếu mà chọc nó cũng không có tác dụng. Nên là tại sao tôi hỏi ngay từ đầu là tại sao các em hôm qua không làm cái siêu âm cho tôi, thì đấy là cái hướng của điều trị. Thế còn nếu như khi mà nó đã thành hình thành cái khu trú cái ổ dịch áp xe ở trong đấy
mà chúng ta điều trị không hết thì bắt buộc chúng ta phải mở. Vâng. Mời cô Thúy. Vâng, em hoàn toàn nhất trí. Thế lúc đấy em mới nói chuyện là chúng ta phải, nếu có chọc phải chọc dưới siêu âm, cái trường hợp này không thể vào được. Và những lúc chúng ta mở ra thì những cái ổ xốp 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 rất là nhiều, mà chọc không ra cái gì, cái đấy em cũng biết rất là rõ chuyện đấy. Cho nên hoàn toàn là dẫn dắt siêu âm để khẳng định đấy là viêm nhiễm trùng thật sự, hay là tự miễn là vì như thế. Đấy là ý thứ nhất. Thứ hai là em cũng lưu ý một chút thôi, tức là bạn có thêm một câu là thiếu máu dinh dưỡng, tức là nó không liên quan đến chuyện áp xe dưới này. Thì ở bệnh nhân này, nếu em không nhầm là ở Phú Thọ đúng không ạ? Ở Phú Thọ thì các bạn nhìn cái xét nghiệm này này, các bạn phải nhìn lại hộ tôi một chút xem thử có phải là thiếu máu huyết tán không ạ? Vì tôi nhìn thấy thể tích trung bình hồng cầu rất là thấp đấy ạ. Và cái MCV cũng khá thấp. Các bạn chắc là cần phải xem lại cái thiếu máu huyết tán ở Phú Thọ rất là nhiều, chứ không thiếu máu dinh dưỡng thế này thì cũng chưa phải là cái tuổi mà biểu hiện sớm hay đâu ạ, các bạn để ý lại. Phú Thọ nhiều cái trường hợp này lắm ạ. Vâng, cảm ơn cô Thúy. Nhờ chúng ta sẽ làm lại cái siêu âm lần nữa này, có cần soi lại họng không thầy Thành nhỉ? Nên soi lại họng đúng không ạ? Vâng, thời điểm này là thích hợp để soi lại chưa? Vâng, thế cần thiết là phải soi lại họng. Vâng, xin mời ý kiến từ Phú Thọ. Em cảm ơn ý kiến của các thầy cô. Thì em đã biết tả rõ trong cái phần báo cáo là cái này em đã cắm họng rất kỹ, chứ không phải là không kỹ, rất kỹ, họng sạch. Và cái phần bên tổn thương thì không có dấu hiệu mọc răng, không có dấu hiệu tổn thương bên trong khoang miệng. Đây là một ạ. Thứ hai thì em có kiểm tra lại cái siêu lần hai là ngày 11 tháng 12 ạ, thì kích thước nó cũng không thay đổi, nhưng mà trên lâm sàng thì em thấy tiến triển rất tương đối tốt. Cái nữa thì hiện tại ở tuyến huyện chúng em thì lại chưa tự trồng dò được ạ, và cũng chưa làm được phá sinh đồ. Thì đến một số ý kiến. Thành có ý kiến không? Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhắc về những cái vấn đề đấy là bởi vì sao? Tôi không thấy mô tả ở trong này là cái thành bên họng nó bình thường hay nó không bình thường, mà các em chỉ mô tả. Bởi vì 9 tuổi thì cái răng thì chúng ta không quan tâm nhá. Yeah. Chứ còn nếu mà chẳng hạn như là trẻ 2 tuổi thì trở lên thì chúng ta hãy quan tâm. Còn 9 tuổi thì quan tâm đến răng làm gì nhá. Yeah. À, 9 tháng chúng ta quan tâm đến 9 tháng tuổi chúng ta quan tâm đến răng làm gì. Cái quan trọng đấy là gì? Đấy là chúng ta quan sát cái thành bên họng và đặc biệt là cái thành sau họng. Thế còn tại sao tôi nói về đánh giá về siêu âm? Đánh giá về siêu âm là nó sẽ cho chúng ta cái đánh giá hàng ngày. Đấy, chúng ta theo tôi thì cứ 2-3 ngày chúng ta lên gì? Lên đánh giá ngoài cái khám lâm sàng ra thì chúng ta lên đánh giá bằng hình ảnh siêu âm. Bởi vì cái lâm sàng là cái chúng ta chỉ có sờ ở bên ngoài thôi. Đấy, chúng ta không thể xác định được ở bên trong. Thế thì chúng ta đánh giá một siêu âm thì sẽ cho chúng ta là bây giờ nó còn dịch hay không còn dịch, và dịch thì nó còn bao nhiêu, khối lượng nó bao nhiêu, hoặc là gì, phần hỗn hợp âm trong dịch nó ở trong cái khối nó như thế nào. Đấy, nó là tổ chức hay nó là dịch đặc. Thì đấy là những cái để chúng ta đánh giá cái tiến triển điều trị của chúng ta thì chúng ta mới có cái điều trị phù hợp được. Thế còn ở những cái trường hợp như là của em nói là nếu như không làm được kháng sinh đồ, như trong trường hợp mà gì, trong trường hợp mà những cái khối u mà như thế này, tôi nói ví dụ như thế này, tức là những cái khối viêm mà áp xe như thế này mà nó ở nông, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể gì, chúng ta có thể chọc hút dịch để cho nó giảm áp, thì cái đấy hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Nhưng còn riêng trong trường hợp này, bởi vì nó ở trong tuyến mang tai, thế nên là hạch thì nhiều, thế nên ra là dịch thì nó lại không rõ ranh giới khu trú, thì chúng ta rạch, chúng ta mà chọc hút cái này thì nó lại sẽ làm gì, làm nó lan tỏa nhiều hơn. Thế nên trong trường hợp này thì tôi đồng ý với cả cái của các bạn là đã điều trị đến là gì, chúng ta điều trị kháng sinh để cho nó khu trú lại, xong sau chúng ta siêu âm, chúng ta đánh giá, và lúc đấy chúng ta mới quyết định là chúng ta chọc hút hay không. Rồi, cảm ơn thầy Thành. Bệnh viện trung tâm y tế huyện Thanh Thủy còn có câu hỏi nào khác không ạ? Thầy em hỏi. Vâng, xin mời. Khi một đứa trẻ mà một cái hạch nó to như này thì cần nói to hơn chút gần vào micro được không ạ? Thì hơi khó nghe. Thầy, em có một cái câu hỏi băn khoăn như thế này. Khi mà một đứa trẻ 8 tháng như thế này, và khi cháu ở nhà một tuần rồi, gia đình cũng làm mần này và cũng đắp lá, thì ví dụ một đứa trẻ mà nó có cái áp xe ạ, đêm nó nói về vấn đề viêm và nó sưng tấy như vậy, nhưng mà ở đây khi vào thì cháu lại không hề có nóng đỏ thầy ạ, mà chỉ sưng và rất là chắc, ranh giới thì khi em giờ thì nhãn bóng nhãn, và sau một ngày là cháu chơi ngoan. Nếu một cái áp xe thì thực tế là cháu rất là quấy khóc, đây là cái ổ viêm.
Thế thì đến ngày hôm nay, hôm qua hôm nay thì cái kích thước khi chúng em làm ấy thì cháu càng ngày càng giảm đi, và cháu chơi ngoan ngay từ ngày hôm sau. Nếu đây là một cái áp xe thì em nghĩ rằng nó không thể, thứ nhất là rút nhanh như vậy, với hai là cái tình trạng toàn thân của đứa trẻ nó cũng sẽ không thể như thế này. Nhưng mà đi gợi ý của thầy ấy thì trở về bây giờ em sẽ khám lại cái thành họng đấy, thì xem nào nó có gì bất thường hay không. Thì cái này thì thực sự là em cũng nghĩ tới là có thể đây là một cái hạch về phản ứng, nhưng vì gia đình đã đắp giá đã mần, thành ra nó gây kích thích cái vùng tổ chức phần mềm của nó. Vì ở đây chúng em đã gặp một bệnh nhân mà sau đó thì số viện nhi thì chúng em đây là rút kinh nghiệm là sau đó là bệnh nhân bị viêm mủ bằng cổ, nhưng có cái hạch ở cổ như thế này. Thì cái ca đấy thì chúng em cũng đã rút kinh nghiệm rồi, thì từ ca này ấy thì chúng em cũng sẽ xem xét rất là kỹ cái vùng đường hô hấp và tất cả các tổ chức xung quanh, thì thấy rằng là cháu chỉ bị viêm tay giữa thôi, họng thì không có viêm và phổi không có viêm. Thì cho em hỏi tiếp là nếu ví dụ một trường hợp như thế này về sau vào viện thì chúng em sẽ phải có những cái hướng như thế nào, ví dụ là với cái mật độ mà hạch chắc như thế này thì tại vì chúng em đang băn khoăn cái việc có phải áp xe thật hay không, hay là vì do sự kích thích của gia đình đắp lá và mần vào đó. Chứ còn nếu mà được áp xe thì sau ngày hôm sau đứa trẻ sẽ không ngoan như vậy và không tỉnh táo như vậy và chơi ngoan như vậy ạ? Vâng, tôi giải thích cho chị, bởi vì cái thứ nhất là cái tuyến mang tai của chúng ta thì nó chia ra rất nhiều thùy, nó không phải là một cái khối đồng nhất, và hạch ở trong nó rất nhiều. Thế thì rõ ràng khi siêu âm thì các chị có thấy ổ dịch không ạ? Có thấy siêu âm đọc có ổ dịch không? Có, đúng không ạ? Có ổ dịch mà. Thế nhưng mà gì? Ranh giới nó không rõ, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Là bởi vì nó lan tỏa vào các kẽ của các thùy của tuyến nước bọt, cũng như là hạch. Nên là chúng ta, rồi cái này nếu như gì, nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì chắc chắn là gì, chắc chắn nó sẽ hình thành mủ. Đây là điều chắc chắn. Bởi khi nó đã có dịch xuất tiết kiểu như thế rồi, và dịch nó thành khối như thế rồi, thì nó thành mủ là cái chuyện là điều chắc chắn. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy sưng nóng đỏ đau ở phía ngoài da? Là bởi vì cái thứ nhất là gì, nó nằm sâu, nó nằm luồn ở trong ở các kẽ. Cái thứ hai nữa là gì, nó chưa hình thành cái mà gì, cái mủ nó rõ ràng. Thế nên là gì, nên là chúng ta chưa thấy cái mà sưng nóng đỏ đau ở ngoài da. Thế còn nếu như trong những trường hợp mà gì mà nó áp xe nông ở mặt ngoài thì chúng ta sẽ thấy ngay. Nhưng mà đây là rõ ràng nó là gì, khởi đầu nó là một cái viêm hạch, rồi sau đấy nó mới dẫn đến gì, dẫn đến viêm toàn bộ cái tuyến mang tai, và gì rồi nó lan tỏa nên là các nhóm hạch khác, đặc biệt là cái hạch cảnh cổ cao, hạch cảnh cao ở góc hàm, thì chúng ta mới thấy cái gì là sau đấy thì nó sẽ lan tỏa theo xuống đấy, mà như nó có thể cương đọc lên là gì, là đến cả cái khối mỡ ở cái vùng hố thượng đòn nó cũng thâm nhiễm viêm. Đấy, thế nên ra là những cái này lần sau chúng ta vào ấy, thứ nhất là theo dõi, một là chúng ta chụp cái phim, hai là gì chúng ta theo dõi chặt chẽ về cái gì, cái siêu âm hàng ngày, cái thứ ba là chúng ta đánh giá cái thành bên họng và cái amidan, cái thứ tư đấy là cái tai. Nên là bốn cái vấn đề chúng ta phải có câu trả lời thì chúng ta mới đưa ra được cái chẩn đoán chính xác. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn thầy Thành. Thanh Thủy còn câu hỏi nào khác không ạ? Em xin phép thầy cô thì trong quá trình điều trị lúc thầy có nhắc đến COVID, thì em xin thêm thông tin về cái điều trị này được không ạ? Hỏi lại câu hỏi đó, hơi khó nghe. Nhắc lại câu hỏi đấy. Có thầy, trong quá trình điều trị của nhân thì em vẫn giữ nguyên kháng sinh, nhưng mà lúc thầy Thành vấn đề sử dụng corticoid trong trường hợp này thì... Vâng, trong trường hợp này thì tôi lại khuyên nên dùng corticoid. Bởi vì sao? Bởi vì cái viêm lan tỏa như thế này, viêm vừa hạch vừa tuyến, thì tôi đã nên khuyên là gì, dùng corticoid phối hợp. Chúng ta có để dùng gì? Dùng solumedrol. Liều có thể gì? Từ 0,5 cho đến 2,5mg trên kg cân nặng trên 24 giờ. Và chúng ta dùng trong thời gian ngắn này, chúng ta hoàn toàn không có nghi ngại gì về cái vấn đề mà tác dụng phụ của corticoid. Đấy. Chúng ta dùng trong vòng 5 đến 7 ngày hoặc 14 ngày thì gì, chúng ta hoàn toàn không có cái tác dụng phụ của corticoid đối với trẻ. Vâng, cảm ơn thầy Thành. Các bạn hết câu hỏi rồi chưa? Dạ thưa thầy, thế thì khi mà chúng em dùng kháng sinh như thế thì tiến triển bệnh nhân tốt rồi thì bây giờ chúng em vẫn dùng kháng sinh trước chưa ạ?
Hiện tại bây giờ chị dùng được mấy ngày rồi ạ? Chúng em mới dùng được 5 ngày thôi ạ. Vâng, chị có bởi vì khi mà đáp ứng như thế này rồi thì các chị lên sử dụng, lên dùng tiếp. Bởi vì trong những cái guideline khuyến cáo bây giờ thì chúng ta thấy là gì? Nếu như chúng ta dùng kháng sinh trong vòng 72 giờ mà gì bệnh nhân không đáp ứng mà triệu chứng nặng lên, không cải thiện thì chúng ta có thể thay kháng sinh. Nhưng mà trong trường hợp này, đáp ứng như thế này thì theo tôi vẫn tiếp tục dùng. Chị ạ. Chúng ta dùng sẽ 7 đến 10 ngày. Vâng. Vâng. Thêm khoảng 2 đến 5 ngày nữa đúng không? Vâng, cảm ơn thầy Thành. Vâng. Thanh Thủy hết Phú Thọ rồi, Thanh Thủy Phú Thọ hết câu hỏi chưa ạ? Cảm ơn quý thầy cô. Vâng. Các bạn điều trị như vậy là cũng là khá tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên còn một cái việc là chúng ta cần phải hướng dẫn cho gia đình để những cái trường hợp lần sau đúng không? Không có xoa bóp rồi không có nắn rồi không đắp lá vào đó nữa đúng không? Nó làm tăng nặng cái quá trình bệnh lên. Vâng. Vâng, xin cảm ơn thầy Thủy và chúng ta đã kết thúc ca hội chẩn cuối cùng của ngày hôm nay ở đây. Xin được cảm ơn tất cả các thầy cô, các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu và xin hẹn ở buổi tiếp theo. Xin chào tạm biệt.